Tiền đế Trọng Sinh, tập 199. Tô Thương nói ra, ông đi thay tôi một chuyến lấy lại tầng thứ 5 của tháp hư không, miễn cho cành mẹ đẻ cành con. Vâng, về phần việc thứ hai, tôi sẽ luyện chế một ít đan dược, ông giúp tôi đưa cho lão môn chủ của Thiên Cơ Môn. Tô Thương hờ hững nói, tôi còn chưa luyện chế đan dược, chờ ông trở về từ núi Ba Sơn, hẳn là cũng gần xong. Bây giờ ông đi đi, vất vả trong rồi. Vâng, không vất vả, thiếu gia, cáo từ. Tây Môn Phong Vân cùng kính nhận lệnh, ngay sau đó bóng dáng lập lòe rời khỏi Côn Luân đi thẳng đến núi Ba Sơn. Việc trên núi Côn Luân xử lý như thế nào, người nên giết để đã giết hết xong. Lúc này Tô Thương nhìn về phía bốn người Tô Thanh Y hỏi ra, mọi việc đã được xử lý ổn thỏa, hiện giờ trên núi Côn Luân toàn bộ đều là người đáng tin cậy, còn có không ít người từng là hạ nhân của nhà Tô trước đây, tuyệt đối đáng tin cậy. Tô Thanh Y trả lời, vậy là tốt rồi. Tô Thương gật gật đầu, sau đó khóe miệng anh nhếch lên nói ra, một khi đã như vậy, tôi có thể bố trí La Thiên Hỏa Lò Trận bao trùm toàn bộ Côn Luân. La Thiên Hỏa Lò Trận, đây là một tòa trận pháp có cả công lẫn thủ, cực kỳ cường đại, với cảnh giới của Tô Thương bây giờ vừa vặn có thể bố dễ dàng bố trí ra. Một khi trận pháp mở ra, lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Nếu những thứ bảo vệ mắt trận là những đồ vật mạnh mẽ, thì với thực lực của Tô Thương bây giờ đang ở cảnh giới trúc cơ bố trí ra, nếu không phải người tu chân cảnh giới Nguyên Anh thì cũng đừng mơ mà có ai phá vỡ phòng ngự của La Thiên Hỏa Lò Trận. Tất nhiên, lực phòng ngự cũng chỉ là một phần. La Thiên Hỏa Lò Trận quan trọng nhất chính là hai chữ Hỏa Lò. Nếu có kẻ thù xâm phạm, La Thiên Hỏa Lò Trận sẽ tự động khởi động hình thức tấn công. Chỉ cần có người ngoài chưa được phép thông qua điều kiện bắt buộc của nó mà miễn cưỡng đặt chân vào trận pháp, ngay lập tức sẽ bị lửa đốt cháy. Còn về cường độ tấn công của ngọn lửa, giống như cường độ của phòng ngự, có quan hệ mạnh yếu với thứ đồ làm ra mắt trận. Tô Thương định lấy tháp hư không ra trấn thủ La Thiên Hỏa Lò Trận, bảo vệ toàn bộ núi Côn Luân. Tất cả những vật trong tay mà Tô Thương có cũng chỉ có tháp hư không mới có thể làm được đến bước này. Vốn dĩ đá Hồng Vân là một lựa chọn tốt, nhưng dù sao thì sức mạnh của đá Hồng Vân cũng có hạn, đáng tiếc là chỉ bảo vệ được một vùng nhỏ, không có khả năng tản ra khắp núi Côn Luân. Nhưng tháp hư không lại khác, cho dù tháp hư không bây giờ chỉ còn có 3 tầng, nhưng uy thế lại không gì sánh kịp. Lúc trước, sở dĩ Tô Thương không dám coi thường tam đại cổ tộc mà để cho đám người Tô Thanh Y xử lý chuyện ở Côn Luân là vì đã tính toán trước rồi, bản thân mình phải bố trí La Thiên Hỏa Lò Trận. Anh biết, chỉ cần khởi động La Thiên Hỏa Lò Trận thì Côn Luân chính là một nơi an toàn nhất. Cho dù là người mạnh mẽ nhất của tam đại cổ tộc và 4 tên cao thủ ngoại vực cùng nhau liên thủ tiến lên, cũng không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho La Thiên Hỏa Lò Trận. Với phong cách cố Huyền Thiên Tiên Đế mà nói, nếu không có niềm tin tuyệt đối thì anh chắc chắn không khua chiêng múa trống khiêu khích tam đại cổ tộc. Có điều Tô Thương ngay từ đầu cũng không biết nơi cột ánh sáng bảo vệ đại trận đó cũng có năng lượng của người bảo vệ. Có điều cái này cũng không ảnh hưởng đến chuyện anh bố trí La Thiên Hỏa Lò Trận. Dù sao bên trong núi Côn Luân có rất nhiều người, chỉ có một mình Tô Thương có thể đi vào trụ ánh sáng trong vòng 3 mét, nhận được sự che chở của đại trận thiên nhiên. Những người khác thì không có năng lực như thế, La Thiên Hỏa Lò Trận vẫn phải bố trí ra. La Thiên Hỏa Lò Trận sao? Tô Thanh Y bên ngoài cột sáng nghe thấy như vậy, nhất thời lộ ra một nụ cười mờ mịt, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ, hỏi ra, tiểu thiếu gia, đó là trận pháp gì chứ? Một loại đại trận cả công lẫn thủ, chỉ cần bố trí ra, người tu chân cảnh giới Nguyên Anh trở xuống không có cách nào tiến vào trong núi Côn Luân. Tô Thanh nhẹ nhàng cười một tiếng trả lời, như vậy núi Côn Luân sẽ được an toàn, bây giờ tôi sẽ ra tay bố trí nó. Nguyên Anh trở xuống không thể nào tiến vào sau. Tô Thanh Y nghe nói như thế còn chưa kịp mở miệng, Tô Chính Long dáng người cao to bên cạnh liền kích động nói ra, còn mẹ nó chứ, tiểu thư gia vẫn là cậu lợi hại đó nha, vậy mà hiểu được loại trận pháp cường đại như thế. Tiểu thư gia vẫn nên bố trí sớm thì hơn, nếu không thì tuyệt đối không thể để chúng ta không để chúng ta ra tay dọn dẹp Côn Luân được. Dù sao thì tổng hợp thực lực của chúng ta bây giờ còn không bằng những cao thủ ngoại vực cổ tộc đó nữa. Tô Bách Phàm nhìn Tô Thương bên trong cột ánh sáng không phục nói ra, tiểu thư gia nhìn xa trông rộng, trong lòng tự khắc có tầm nhìn của riêng mình, thật có phong thái của sư tôn. Còn mẹ nó, Tô Thanh Y phản ứng lại, khuôn mặt không vui nói ra, hai người có thể đừng nói vậy được không, những lời hay ho thì hai người đều đã nói hết, thế em còn có gì, có cái cọng lông gì nói được nữa đây. Ha, nhị sư huynh,
anh có thể tổng kết một chút, nói lại hai lời người họ thêm một lần nữa là được rồi mà. Tô Phùng Dung cười cười nói rằng, dù sao những lời hay thì nghe mãi vẫn không chán, còn em không muốn khen nhiều, em tiếp xúc với tiểu thiếu gia nhiều nhất, tiểu thiếu gia lúc nhỏ đều là em di phu. Tôi thường thấy Tô Phùng Dung lại muốn làm anh nhớ lại những chuyện trước kia, liền vội vàng ngắt lời cười khổ nói, chuyện còn lúc bé đừng nhắc lại nữa, không cần nói nhảm nhiều lời như vậy làm gì, tôi muốn bắt đầu bố trí là thiền hỏa lò trận rồi. Nói xong, tôi thường ngồi khoanh chân, hai mắt khép hờ, mười ngón tay liên tục bấm quyết, từng đường hoa văn thần bí phức tạp từ từ hiện ra. Mấy người Tô Thanh Y thấy vậy cũng không nhiều lời nữa mà đứng một bên nhìn chằm chằm Tô Thương. Cứ như vậy, chớp mắt đã 10 ngày trôi qua. Trong 10 ngày này, Tô Thương vẫn luôn bố trí là thiền hóa lò trận, từ đầu đến cuối vẫn không nhúc nhích. Bốn phía trụ ánh sáng chứa đầy những ký hiệu tản ra kim quang vàng rực, uy thế lại không thể khinh thường. Sắp được rồi, đêm này chính là thời khắc đại lộ La Điền được sinh ra ở trái đất. Tô Thương thầm nghĩ trong lòng, lập tức tăng tốc lên, hai tay không ngừng bấm quyết. Từ lúc giới đình võ biến đổi tới nay đã qua hơn 11 ngày. Trong thời gian này, giới đình võ phát sinh những biến hóa cực lớn. Trước khi giới đình võ biến đổi, thực lực mạnh nhất chính là võ thần lục địa mà số lượng cũng không nhiều. Nhưng đây chỉ là vẻ bề ngoài, kỳ thực có rất nhiều lão già có nhiều tông phái cũng không xuất hiện ra ngoài. Bọn họ sớm đã được biết tin, năm Nhâm Dần chính là năm con hổ sẽ thay đổi giới đình võ trên trái đất. Vì thế những người này vì kéo dài tuổi thọ nên đã đi tìm những danh lam thắng cảnh, rồi thu gom rất nhiều dược tài ở ẩn không ra, chính là chờ đợi thời cơ vàng son mở ra khi giới đình võ biến đổi. Cuối cùng giới đình võ biến đổi thành công, những lão già này tất nhiên cảm nhận được nên ồn ào lựa chọn bước ra ngoài, trực tiếp đặt chân đến cảnh giới võ tôn. Trong đó đáng nhắc đến chính là một trong ba thế lực lớn đỉnh phong của giới đình võ, Lao Sơn. Sơn chủ Lao Sơn tự xưng là lão già Lao Sơn. Lúc trước ông ta đi đến võ đăng định thách thức mấy ngọn núi nổi tiếng, khiêu chiến môn chủ Vương Trọng Vân, thiên cơ môn võ đăng, cướp đi danh xưng thiên hạ đệ nhất võ đăng. Thách thức chiến đấu với ngọn núi nổi tiếng vốn định cử hành sau đại hội võ thuật trăm tông phái, nhưng lần này đại hội võ thuật trăm tông phái có liên quan đến biến đổi giới đình võ. Bây giờ giới đình võ trở mình thay đổi, các đại thế lực cũng đều bận rộn trở về tông phái đột phá cảnh giới, làm cho kế hoạch khiêu chiến của các ngọn núi nổi tiếng đều bị tiêu tan. Tính mạng của lão già ở Lao Sơn cũng đi đến đoạn cuối cùng rồi, ông ta cũng phải nhanh chóng đột phá đến cảnh giới võ tôn, kéo dài tuổi thọ, vì thế không làm gì nhiều khác. Sau khi trở về vùng đất giữa núi và biển, ông già Lao Sơn bế quan mấy ngày, cuối cùng đã thành công đột phá đến cảnh giới võ tôn. Vốn dĩ ông ta cũng là võ thần lục địa đỉnh phong, cũng giống như dì phù đã ở cảnh giới này rất nhiều năm rồi. Vì thế trải qua quá trình tích lũy lâu dài, ông lão ở Lao Sơn đã một bước đặt chân đến võ tôn đỉnh phong, có thể so sánh với cảnh giới kết đan đỉnh phong. Một bên khác, Vương Trọng Vân cũng đang bế quan, nhưng từ đầu đến cuối cũng không đột phá được. Ông ấy nghe tin được lão già ở Lao Sơn đã đặt chân đến cảnh giới võ tôn đỉnh phong, trong lòng vô cùng lo lắng. Điều này cũng không trách được ông ấy. Lão già ở Lao Sơn và Vương Trọng Vân lại không cùng một thời, ông ta chỉ so với sư tổ Vương Dương Minh của Vương Trọng Vân nhỏ hơn một thế hệ, vì thế có thể thấy được số tuổi của lão già ở Lao Sơn. Ông ta có thể đặt chân đến võ tôn đỉnh phong cũng không phải là do may mắn, mà chính là do vô số năm tích lũy ở cảnh giới võ thần lục địa đỉnh phong. Tôi thiếu gia, cậu đi đâu rồi? Lúc trước đồng ý chuyện điều chế đan dược cho chúng tôi, còn giữ lời hay không thế? Vương Trọng Vân ngồi khoanh chân tại mật thất, nhìn không được mà thở dài một hơi. Nửa năm sau, trái đất sẽ biến đổi lớn, không biết những lão già kia có thể trưởng thành đến mức nào, nửa năm sau có thể có năng lực chống lại được những cường địch ở ngoại vực kia hay không. Giờ phút này, Nữ Cự Phong phía nam tỉnh An Huy, hai bóng người đứng trên ngọn núi cao nhất, cúi nhìn xuống dưới, biểu lộ cực kỳ phức tạp. Hai người này đều là lão già râu tóc bạc trắng, một ông lão và một bà lão. Trong đó, ông lão kia chính là ông nội của Thiên Sơn Tuyết, cao thủ thứ hai của núi Cửu Phong, dựa vào người vợ nổi danh của mình, Thiên Niên Sát. Bà lão bên cạnh chống gậy, khuôn mặt cực kỳ hiền lành, hòa nhã, trước đó cũng chưa từng xuất hiện. Còn bé Tuyết Nhi cuối cùng vẫn phải làm ra đến bước này, hay à, đệ nhất mỹ nhân, thật đáng buồn, đáng tiếc mà. Bà lão chống gậy nhìn vào chín ngọn núi, thở dài một hơi thật sâu. Hay à, Thiên Niên Sát cũng thở dài một hơi, tự lẩm bẩm. Trên đời người ta chỉ biết thần tông, trời sinh, Lan Diệu Y, lại không ai biết Tuyết Nhi chính là trời sinh bất phàm.
khi mới bắt đầu xuất hiện, con bé đã hút hết tinh khí của núi Cửu Phong, linh hồn lại hòa vào một thể với núi Cửu Phong. Con bé chính là núi Cửu Phong, núi Cửu Phong cũng chính là con bé. Thiên Linh Sát nói tiếp, cũng vì thế cả đời Tích Nhi đã cố định rồi, giờ này ngày này con bé chỉ có thể làm đến bước này mới có thể bảo vệ được núi Cửu Phong trong thời gian nửa năm. Vợ à, em không cần lo lắng, anh từng gặp lão môn chủ Thiên Cơ Môn, ông ấy lén nhìn thiên cơ, nguy nan của núi Cửu Phong sẽ được hậu nhân nhỏ Tô xóa bỏ. Thiên Liên Sát nhìn về phía bà lão bên cạnh an ủi, chờ tiếp đi, rất nhanh thôi hậu nhân nhỏ Tô sẽ xuất hiện, tự tay diệt trừ cái thứ đó ở dưới núi Cửu Phong, để lúc đó Tích Nhi có thể tỉnh lại thôi. Vợ, đúng vậy, người bên cạnh Thiên Liên Sát chính là vợ của ông ta, Ngô Thanh Ảnh, đã từng là đệ nhất ở cảnh giới võ thần lục địa. Trước đó ở núi Võ Đang, Tây Môn Phong Vân đã từng nói, trong giới đình võ, người làm ông ta kiêng kỵ chỉ có một mình Ngô Thanh Ảnh. Ngô Thanh Ảnh cường đại, kinh hoàng toàn bộ giới đình võ. Trước khi Tô Vô Kỵ xuất hiện, thì Ngô Thanh Ảnh đã hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu người đình võ đệ nhất, chèn ép cả một thời đại. Chỉ có điều Tô Vô Kỵ quật khởi, mạnh mẽ, mở ra thời đại thuộc về ông ấy, vì thế tên Ngô Thanh Ảnh liên liên dần xuống dốc. Chính Ngô Thanh Ảnh cũng lựa chọn chờ ở núi Cửu Phong, bế quan không ra, từ chối tham dự chuyện của thế giới bên ngoài. Năm đó, thập đại cố tộc sai khiến giới đình võ, đông đảo thế lực đều không thể may mắn thoát khỏi bọn họ, nhưng chỉ có núi Cửu Phong lại không có bất kỳ cố tộc nào đặt chân. Đơn giản là vì bên trong núi Cửu Phong có một người rất mạnh, tên là Ngô Thanh Ảnh, vì thế có thể thấy Ngô Thanh Ảnh cường đại đến thế nào. Chỉ có điều, 5 năm trước, Thiên Sơn Tuyết khó khăn, Ngô Thanh Ảnh đã dùng thể đề hồ quán đỉnh đem phần lớn sức mạnh của mình chuyển cho Tô Du Du và Tô Tinh Hà. Mặc dù bảo vệ được cháu mình và Thiên Sơn Tuyết, nhưng chính bà ấy lại bị rớt cảnh giới xuống, gần như hóa thành lão già bình thường. Vì để giảm bớt phiền toái không cần thiết mà Ngô Thanh Ảnh mới để Thiên Liên Sát công bố với bên ngoài, nói mình đã chết. Nhưng trên thực tế, Ngô Thanh Ảnh vẫn còn sống. Đồng thời sau khi giới đình võ biến đổi, bà ấy lại một bước lên trời, khí tức như vực sâu biển lớn, thâm sâu khó lường. Bây giờ Ngô Thanh Ảnh chống gậy đứng trên ngọn núi, giống như hòa mình vào thiên nhiên giữa trời đất, không một ai biết rốt cuộc bà ấy đã đạt đến cảnh giới gì. Ngay cả Thiên Liên Sát đã đặt chân đến cảnh giới võ tôn, nhưng khi ở trước mặt bà ấy cũng có cảm giác mình như con sâu kiến mà thôi. Còn về Thiên Sơn Tuyết, khoảng 10 ngày trước cô từ núi Võ Đăng trở về núi Cửu Phong, cùng ngày đó liền lâm vào tình trạng ngủ say. Bởi vì thứ dưới núi Cửu Phong do giới đình võ đang được mở ra biến đổi nên càng thêm nóng nảy. Núi Cửu Phong đã không chịu nổi gánh nặng, bất kỳ lúc nào cũng có khả năng chìm vào trong lòng đất. Núi Cửu Phong chịu ảnh hưởng rất lớn, một khi núi Cửu Phong bị chìm xuống, biển hồ sẽ tàn phá khắp nơi. Còn những cái thứ dưới kia, nó nếu không có núi Cửu Phong trấn áp, chắc chắn sẽ sinh ra. Đến lúc đó toàn bộ phía nam tỉnh An Huy đều sẽ gặp phải tai ương. Thiên Sơn Tuyết vì cứu núi Cửu Phong, vì phía nam tỉnh An Huy không chút chơi dự mà lựa chọn hy sinh chính mình, lấy linh hồn nhập vào núi Cửu Phong, tăng cường uy thế cho núi Cửu Phong tiếp tục trấn áp thứ dưới đó kia. Đây cũng là nguyên nhân mà trước đó cô đã nhờ Tây Giao chăm sóc Tô Tiêu Du và Tô Tinh Hà. Thiên Sơn Tuyết không biết lần này bản thân có thể tỉnh lại hay không, nên đem hai đứa con của mình giao cho Tây Giao. Cô tin tưởng có Tây Giao ở đó, hai đứa con của mình sau này tuyệt đối sẽ không bị bắt nạt. Dù là Tô Thương tìm những cô gái khác sinh ra những đứa trẻ khác, thì con của mình cũng sẽ có người yêu thương. Tuyết Nhi, Ngô Thanh Ảnh hai mắt ửng đỏ, nghẹn ngào nói ra, nếu như có thể lựa chọn, thà rằng người ngủ say là bà còn hơn. Được rồi, vợ à, đều do ý trời cả thôi. Tuyết Nhi là một con bé tốt như vậy, nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Thiên Linh Sát tiếp tục trấn an. Hơn nữa, Tuyết Nhi và hậu nhân tiền bối Tô Vô Kỵ đã sinh ra hai đứa trẻ. Tiền bối Tô Vô Kỵ là người tài giỏi một đời, tất nhiên sẽ không đứng ngoài mà nhìn đâu. Tô Vô Kỵ, ông ấy sống hay chết, chưa một ai biết được, hậu nhân như cậu ấy... Ngô Thanh Ảnh như nghĩ đến điều gì đó, liền hỏi. Cái tên nhóc gọi là Tô Thương đó, sau khi mở ra biến đổi của giới liền võ, đi đâu rồi? Côn Luân, Thiên Liên Sát trả lời. Theo như tin tức tôi biết được, Tô Thương mang theo mấy người đi Côn Luân ngay trong đêm, chắc chắn đi giết tên phản đồ Tây Môn Phong Vân rồi. Cậu ta không giết được Tây Môn Phong Vân đâu. Ai mà ngờ Ngô Thanh Ảnh lại nói ra, Tây Môn Phong Vân đã sớm đặt chân đến kết đan rồi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì giờ đã là kết đan đỉnh phong. Cái gì? Kết đan đỉnh phong?
Thiên Liên Sát nhất thời sợ hãi quá mức nói ra: "Tôi thường sẽ không phải chết ở núi Côn Luân chứ, lần này phiền phức lớn rồi, nếu cậu ta chết rồi thì ai đến cứu Tuyết Nhi được chứ?" Tây Môn Phong Vân: "Không giết cậu ấy đâu." Ngô Thanh Ảnh lắc đầu nói ra: "Hả? Vì sao chứ?" "Mười đệ tử của Tô Vô Kỵ, người hầu ở núi Côn Luân nhiều như vậy, bất kỳ ai cũng có thể phản bội Tô Vô Kỵ, duy nhất chỉ có một mình Tây Môn Phong Vân là không thể." Ngô Thanh Ảnh khẽ cười nói ra: "Nếu như anh nói cho em biết, Tô Kiện Khôn con trai của Tô Vô Kỵ đại nghịch bất đạo tham gia tiêu diệt nhà Tô ở Côn Luân thì em sẽ tin, nhưng nếu anh nói Tây Môn Phong Vân mưu đồ chiếm Côn Luân vì tu hú chiếm tổ chim khách thì em không tin." "Vợ à, ý của em là Tây Môn Phong Vân ông ta là đang giả vờ sao?" Thiên Liên Sát như tỉnh ngộ, từ lẩm bẩm: "Anh hiểu, chuyện này xem ra Tây Môn Phong Vân diễn rất giống rồi. Núi Côn Luân bây giờ chắc chắn đã ổn định trật tự, nhưng cao thủ ngoại vực và những cố tộc phản bội trái đất kia chỉ sợ sẽ không an phận, giới đình võ chẳng mấy chốc sẽ gặp đại loạn." Hai mắt Ngô Thanh Ảnh híp lại, ánh mắt toát ra vẻ sắc bén, giọng điệu lạnh lùng nói ra: "Có điều những người kia tốt nhất đừng đến gần núi Cửu Phong, nếu không thì chỉ có đến mà không có về." Chuyện này, cảm nhận được uy thế kinh khủng của vợ, Thiên Liên Sát nhịn không được mà nuốt nước miếng, tò mò hỏi: "Vợ, bây giờ em rốt cuộc đã đặt chân đến cảnh giới gì rồi, võ tôn đỉnh phong hay sao?" Sau khi hỏi xong, Thiên Liên Sát nhìn sang Ngô Thanh Ảnh, rất mong chờ câu trả lời. "Em hả?" Ngô Thanh Ảnh lộ ra một nụ cười, ngẩng đầu nhìn về chín tầng trời, ánh mắt thâm thúy, giống như có thể nhìn xuyên thủng bầu trời. Cuối cùng, Ngô Thanh Ảnh cũng không trả lời câu hỏi của Thiên Liên Sát mà quay người chống gậy rời đi. Tối đa lắm cũng là võ tôn đỉnh phong thôi, chứ không thể nào một bước mà bước vào võ thánh được. Thiên Liên Sát nhìn theo bóng lưng của vợ rồi tự lẩm bẩm, sau đó đuổi theo vợ mình. Ngoài lão già Lao Sơn và Ngô Thanh Ảnh ra, còn có rất nhiều người đã từng ở cảnh giới võ thần lục địa đỉnh phong được đột phá. Ví dụ như Tờ Thiền Sư Thái của núi Nga Mi hay Viên Thông Trụ Trì của núi Bồ Đề. Bọn họ vốn là võ thần lục địa đỉnh phong từ rất lâu rồi, giờ đột phá cũng là hợp tình hợp lý. Đồng thời, họ không chỉ đột phá đến võ tôn mà thôi đâu, thậm chí còn vượt cấp được, mặc dù không khủng bố như lão già Lao Sơn hay là Ngô Thanh Ảnh, nhưng cũng không thể khinh thường được. Nói tóm lại, sau khi cải biến giới đình võ được mở ra, giới đình võ đã thay đổi rất nhiều. Võ thần lục địa mọc ra như nấm sau mưa, liên tiếp xuất hiện, đồng thời cảnh giới võ tôn cũng xuất hiện không ít, một cảnh tượng phồn vinh vui vẻ. Lúc này màn đêm buông xuống, trời đã tối. Giang Bắc, Trang Vi nhỏ Lý trong phòng của Lý Nguyệt. Lúc này Lý Nguyệt đứng bên cửa sổ, mở hai bàn tay, trong lòng bàn tay lập tức hiện ra một luồng chân khí dồi dào. Cô cúi đầu xuống, nhìn chùm sáng chân khí trong lòng bàn tay, khuôn mặt ngọc tuyệt mỹ đầy mờ mịt. 10 ngày trước, Tô Thường để cái tên được tẩy rửa kim quang đó tặng cho Lý Nguyệt. Ngày đó, Lý Nguyệt từ một tên gà mờ mới bắt đầu định võ, một bước lên trời, trực tiếp tấn cấp cảnh giới võ tôn. Bởi vì không chỗ khống chế tốt lực lượng, nên biệt thự ven sông của Tô Thường đã bị phá hủy. Lúc đó Lý Nguyệt sợ hãi choáng váng, không biết sao mình lại đột nhiên trở nên mạnh như thế, bị dọa cho đến mức vội vàng rời khỏi hiện trường xảy ra chuyện. Sau lúc đó, Lý Nguyệt về đến phòng của mình, đóng cửa không ra ngoài, đồng thời che giấu chuyện xảy ra trên người mình. Cô cũng không phải là ngốc, bản thân mình đột nhiên trở nên mạnh như vậy thật sự không phù hợp với lẽ thường. Nếu như bị người khác phát hiện ra, chính mình có phải sẽ bị người khác bắt đi nghiên cứu hay không, hoặc là có người muốn đánh nhau với mình hay sao chứ? Dù sao thì cây to đón gió, Lý Nguyệt vẫn luôn hiểu được điều đó. Một khi sự thay đổi của mình bị người khác phát hiện ra, cuộc sống của mình cũng không có cách nào yên bình được. Thế là Lý Nguyệt che giấu tất cả, đến cha và ông nội của cô cũng không hề hay biết chuyện này. Sau khi về đến nhà, Lý Nguyệt ngồi trong phòng, bắt đầu học cách khống chế sức mạnh trong cơ thể. Dần dần cô đã hiểu được sức mạnh trong cơ thể mình, cuối cùng cũng không cần sợ hãi mà đã khống chế được. Những chuyện này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Chính mình chẳng qua chỉ là một người bình thường, sao đột nhiên lại trở nên mạnh như vậy chứ? Lý Nguyệt nghĩ mãi mà vẫn không rõ. Mặc dù chuyện đã qua đi 10 ngày, nhưng đến nay vẫn luôn nhớ, vẫn là cái cảm giác không thể nào tưởng tượng nổi đó. Trước cục là mình bị sao vậy chứ? Chẳng lẽ trên người mình lại có chí bảo, vô tình mở khóa được năng lượng truyền thừa cường đại nào đó hay sao? Lý Nguyệt tự lẩm bẩm, nhưng rất nhanh liền lắc đầu phủ định. Như vậy thì không đúng, ngày đó trên người mình không có gì đặc biệt hết. Hay à, được rồi, không thèm nghĩ nữa. Sức mạnh cường đại đến đâu hay đến đó đi, bây giờ mình đã nắm được trong tay rồi, hơn nữa lại không có bất kỳ tác dụng phụ gì. Trăm điều tốt
không có một điều hại nào thì tính là chuyện tốt đi. Lý Nguyệt rất nhanh chóng đã nghĩ thoáng hơn, vừa mới động ý niệm, chân khí trong lòng bàn tay liền bắt đầu có hình dáng biến ảo, cô có thể tùy ý thích làm gì thì làm. Không biết bây giờ mình có đã thắng được Tô Thương hay không, chắc chỉ là chuyện nhỏ thôi. Lý Nguyệt khẽ cười, dù sao ngày đó sức mạnh của mình bùng lên, trực tiếp hủy đi ngôi biệt thự, uy lực lớn kinh người. Tô Thương trước đó không phải anh dùng sức mạnh với em hay sao? Chờ lần này gặp tới đây để xem em thu phục anh như thế nào nữa nha. Lý Nguyệt cười một tiếng, trong lòng đắc ý, giống như đã nghĩ đến hình ảnh chính mình treo Tô Thương lên để đánh. Lý Nguyệt, cháu đã ngủ chưa? Cách đúng lúc này, ngoài cửa bỗng có tiếng nói của Lý Thuần Phong. Vẫn chưa ngủ. Lý Nguyệt vội vàng tản đi chân khí dồi dào trong lòng bàn tay, sau đó đi mở cửa phòng ra, liền nhìn thấy cha và ông nội mình đứng ở ngoài. Ông nội, cha. Lý Nguyệt cười chào hỏi. Lý Thuần Phong nhẹ gật đầu, lập tức nói, Lý Nguyệt, lúc nãy cháu làm sao vậy? Sao ông mơ hồ nhận ra được trong phòng cháu có một lực lượng đặc biệt mạnh đến không tả được, nói chung là rất mạnh luôn đó. Cháu không làm gì cả, chỉ là bấm điện thoại thôi. Lý Nguyệt thuận miệng trả lời, sau đó lại nói tránh đi. Ông nội, cha, đã muộn vậy rồi, hai người tìm cháu làm gì chứ? Không phải chúng ta tìm cháu, mà cha con nhà Tô tìm cháu. Lý Thuần Phong không chút nghi ngờ. Lý Nguyệt sau đó nói tiếp, Tô Kiền Khôn và Tô Thần Bình trước đó đang bế quan, không biết chuyện biệt thự ven sông đã bị phá hủy, hôm nay mới ra ngoài. Bọn họ biết mấy ngày trước khi biệt thự bị phá hủy là cháu ở đó, nên liền đến muốn tìm cháu để tìm hiểu tình hình. Lý Thuần Phong nói ra. À, thế sao? Lý Nguyệt có chút lo sợ, nhưng vì cuộc sống yên bình nên cô tiếp tục lựa chọn giấu giếm mọi chuyện, vì thế không muốn nói nhiều lời. Lão già Tô Kiền Khôn đó cũng thật là, biệt thự ven sông bị phá hủy thì liên quan gì đến cháu gái mình chứ? Lý Thuần Phong thoáng có chút khó chịu nói ra. Cháu của mình nhẹ nhàng, dịu dàng, yếu đuối, lại có thể hủy đi được biệt thự của ông ta hay sao chứ? Lý Nguyệt đợi lát nữa nhìn thấy họ, cháu cứ nói thật ra được, nếu cháu không muốn đến thì cứ vào ngủ đi, ông thầy cháu đuổi họ về. Lý Thuần Phong mặt mũi đầy cưng chiều nhìn Lý Nguyệt mới được nói ra. Ông nội, ông nói gì vậy chứ? Ông nội Tô và bác Tô cũng không phải là người ngoài mà. Lý Nguyệt vội vàng ngăn cản, sau đó nói ra, họ đang ở đâu thế? Đúng lúc cháu cũng là muốn hỏi chuyện của Tô Thương. Đều ở phòng khách rồi, Lý Thuần Phong trả lời. Ngay sau đó, Lý Thuần Phong, Lý Quế Võ, Lý Nguyệt cùng nhau đi đến phòng khách, ở đây gặp được Tô Kiền Khôn và Tô Thần Bình. Lý Nguyệt, Tô Thần Bình nhìn thấy Lý Nguyệt, nhất thời lộ ra một nụ cười, ông ấy đã sớm đối xử với Lý Nguyệt như con dâu của mình rồi. Bác Tô, Lý Nguyệt đối với Tô Thần Bình cũng cực kỳ khách khí, trên mặt nở nụ cười chào hỏi. Ha, Lý Nguyệt, càng lúc càng đẹp hơn rồi. Tô Kiền Khôn bên cạnh đầu tiên là cười to, sau đó nói thẳng vào chủ đề luôn. Lý Nguyệt, ngày đó ở biệt thự ven sông, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Đình dẫn người đi điều tra xung quanh đống đổ nát ở biệt thự ven sông, cũng không có dấu vết của thuốc nổ, cũng không phải là do rò rỉ khi đốt. Tiêu Đình có hỏi thăm mọi người xung quanh, đều không có đầu mối gì. Tô Kiền Khôn tò mò. Mấy ngày trước, cháu vẫn luôn ở biệt thự ven sông, có nhận thấy chỗ nào không bình thường hay không? Lý Nguyệt, có cái gì thì cứ nói cái đó đi. Tô Thần Bình trấn an, ông không phải đến thẩm vấn cháu, chỉ là một biệt thự mà thôi, hủy thì cũng đã hủy rồi, ông chỉ là muốn hiểu rõ nguyên nhân thôi. Ông nội Tô, bác Tô. Lý Nguyệt mỉm cười nói ra, cháu hiểu ý của ông, nhưng thật sự cháu không biết, ngày mà biệt thự ven sông bị phá hủy, đôi lúc cháu đang lên lớp cũng không có ở đó. Thì ra là vậy, vậy thì đáng tiếc rồi, ông còn tưởng cháu biết nguyên nhân chứ. Tô Kiền Khôn nói ra, đáng tiếc rồi, mẹ kiếp, Tô Kiền Khôn, ý ông là gì chứ? Có biết là nói chuyện gì hay không vậy hả? Lý Thuần Phong nghe đến đây, lập tức nổi giận, đen sầm mặt mày nói ra. Cái gì mà đáng tiếc rồi hả? Ông nên cảm thấy may mắn, vì ngày đó Lý Nguyệt không đi tới căn biệt thự đổ nát đó của ông, bởi vậy mới may mắn thoát khỏi đó. Nếu như Lý Nguyệt thật sự xảy ra chuyện gì ở cái biệt thự đổ nát của ông, thì ông đây sẽ đâm cho ông 17-18 nhát. Tô Kiền Khôn cũng nhận ra được, mình nói như vậy thì không thích hợp cho lắm, cho nên cũng không tranh cãi với Lý Thuần Phong, mà nhìn sang Lý Nguyệt. Lý Nguyệt, cháu đừng tức giận, là ông nội Tô nói sai rồi. Ông nội Tô sao còn có thể tức giận ông được chứ? Lý Nguyệt nhẹ nhàng nói, à, vậy thì tốt. Tô Kiền Khôn thở dài một hơi, sau đó sắc mặt ngưng trọng nói ra. Hay là cũng không biết hôm đó xảy ra chuyện gì, có phải là có người đang cố ý nhắm vào nhỏ Tô chúng ta hay không? 80% chắc chắn là trúng rồi. Lý Thuần Phong nghe vậy liền hù dọa, cái thằng nhóc Tô Thương làm việc gì cũng hung hăng càn quấy, nó không chừng nó đã chọc giận đến đại nhân vật nào đó rồi. Tôi nghe nói hôm đó có người ở gần biệt thự ven sông
cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ. Có lẽ là một cao thủ siêu cường nào đó ra tay phá hủy đi biệt thự ven sông. Lý Thuần Phong cười trên nỗi đau người khác. Tô Thuyền Khôn nghe Lý Thuần Phong nói những lời như vậy cũng không thèm phản bác gì, bởi vì ông ta cũng nghĩ như vậy. Ở đây chỉ có một mình Lý Nguyệt là biết rõ chân tướng sự việc, nhưng cô lại không thể nói ra. Cũng không phải là cô không tin được, mà là cô không muốn bị người khác nhìn mình như quái vật. Chuyện này cũng không nên khoe khoang thì tốt hơn. Ông nội Tô, sau khi dừng lại mấy giây, Lý Nguyệt liền chủ động đổi chủ đề hỏi ra. Ông có tin tức của Tô Thương không? Gần đây cháu điện thoại cho anh ấy đều không bắt máy. Anh ấy có nói khi nào thì trở về hay không ạ? Tô Thương sao? Tô Kiền Khôn không nghĩ nhiều về chuyện xảy ra ở biệt thự ven sông nữa, mà khẽ cười nói ra. Mấy ngày trước nó có báo tin về, nói nó sắp xong việc rồi, qua mấy ngày nữa thì chắc sẽ về tới thôi. Thì ra là vậy, vậy thì tốt quá rồi. Lý Nguyệt lập tức thở phào nhẹ nhõm. Ừ, bé Lý Nguyệt hôm nay có chút không ra ngoài. Hôm nay có chút không phải, muộn vậy rồi còn đến làm phiền cháu nữa. Tô Kiền Khôn nói tiếp, chúng ta còn có một chút việc, không ở lại lâu được, đợi Tô Thương về rồi thì chúng ta mau chóng giải quyết chuyện hôn sự của hai đứa nhé. Dạ. Lý Nguyệt thẹn thùng gật đầu, khuôn mặt xinh đẹp như ngọc đỏ bừng lên, giống như quả táo chín. Ha. Tô Kiền Khôn cười sảng khoái, sau đó thờ ơ lườm Lý Thuần Phong, rồi dẫn Tô Thần Bình rời khỏi trang viên nhỏ Lý.